có thể giúp thành phố Hồ Chí Minh trong việc triển khai hiệu quả chủ trương, chiến lược, chính sách của Đảng, Chính phủ về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, tôi đánh giá rất là cao thành phố Hồ Chí Minh chọn cái chủ đề tăng trưởng xanh của Diễn đàn Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh năm nay. Xin chúc các quý vị đại biểu, các vị khách quý dồi dào sức khỏe, chúc Diễn đàn Kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh lần thứ tư thành công tốt đẹp. Kính thưa quý vị đại biểu, như quý vị đã biết, tăng trưởng xanh được hiểu như là một mô hình phát triển nhằm đảm bảo hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với bền vững về môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng hiệu quả tài nguyên, cân đối mục tiêu giảm phát thải khí phù hợp với quy mô kinh tế, nhằm phát huy tính năng động sáng tạo của doanh nghiệp, gắn kết với người dân và cộng đồng vào những hành động chung hướng tới mục tiêu chất lượng cuộc sống ngày càng tốt hơn. Việt Nam luôn ủng hộ và đồng hành cùng Liên Hiệp Quốc trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Tại COP26, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã cam kết mạnh mẽ Việt Nam sẽ đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Chiến lược quốc gia về kế hoạch hành động và tăng trưởng xanh đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành với mục tiêu giảm phát thải, xanh hóa các lĩnh vực kinh tế và phát triển có tính bao trùm. Đề án phát triển kinh tế tuần hoàn được phê duyệt. Tuy nhiên, để thực hiện được các cam kết quốc tế cũng như triển khai hiệu quả các chủ trương lớn về phát triển kinh tế bền vững, chỉ có nỗ lực hay quyết tâm chính trị là vẫn chưa đủ, mà cần có sự thấu hiểu, ủng hộ và chung tay rộng rãi của người dân, sự sáng tạo và tham gia mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp và địa phương, tính đồng bộ và hiệu quả của chính sách, đồng thời còn cần sự huy động một nguồn lực to lớn từ xã hội, các nhà đầu tư và các tổ chức tài chính quốc tế trong và ngoài nước. Thành phố Hồ Chí Minh là một địa phương có quy mô kinh tế lớn nhất của cả nước, đóng với các cam kết hỗ trợ cho sự phát triển. Ngoài ra, các cơ hội kinh doanh từ nguồn năng lượng tái tạo, giao thông xanh, chuỗi cung ứng hàng hóa xanh từ sản xuất đến tiêu dùng đang tạo ra nhiều cơ hội hợp tác kinh doanh hấp dẫn cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước, thu hút nguồn to lớn từ xã hội, đảm bảo chuyển đổi xanh đi vào cuộc sống thành công. Trong bối cảnh thế giới mới, phương thức triển khai tăng trưởng xanh có nhiều thay đổi với cách tiếp cận đi vào thực chất hơn, thì Việt Nam nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng vẫn cần nhiều sự hỗ trợ hơn nữa từ các bên liên quan trong và ngoài nước. Ba là các hoạt động tiếp tục tiếp nối sau diễn đàn. Diễn đàn được coi là một khởi động, sau diễn đàn là những hành động diễn ra trong thực tế tiếp theo mới quyết định sự thành công. Trong đó, hành động đòi hỏi là sự tương tác phối hợp ở nhiều mức độ, cấp độ từ trung ương đến địa phương, từ doanh nghiệp đến người dân. Trên tinh thần đó, tôi đề nghị các bộ ngành có liên quan, trong đó có Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài nguyên Môi trường và các bộ ngành khác lắng nghe, trao đổi về các ý kiến từ các bài học kinh nghiệm, các đề xuất của các doanh nghiệp. Theo chức năng thẩm quyền quy định pháp luật, cần phải đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các cơ chế chính sách hỗ trợ các tiêu chí xanh, các mô hình thử nghiệm. Trong đó, với đặc thù về đô thị, quy mô dân số và tính năng động của nền kinh tế, thành phố Hồ Chí Minh là nơi thử nghiệm tốt nhất các chính sách thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Đặc biệt trong bối cảnh thành phố Hồ Chí Minh có cái nghị quyết 98 về thí điểm một số cơ chế đặc thù để phát triển thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn tới. Về thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương thì cần phát huy tinh thần chủ động trong việc triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương chính sách và chiến lược từ trung ương. Với các nội dung phong phú từ diễn đàn, các địa phương cần tham khảo để xây dựng định hướng hay chiến lược phát triển kinh tế xanh phù hợp, xác định rõ lợi thế của các ngành và lĩnh vực, các sản phẩm ưu tiên, các nguồn lực triển khai và huy động từ các doanh nghiệp và người dân. Về phía doanh nghiệp, đây là một cơ hội tốt nhất để nhận thức lại mô hình kinh doanh truyền thống, tiếp cận với những cơ hội kinh doanh mới
mạnh dạng liên kết, hợp tác và huy động nguồn lực để từng bước chuyển đổi mô hình kinh tế và hướng đến hiệu quả về lâu dài. Sự chậm trễ chuyển đổi sẽ khiến doanh nghiệp tụt hậu xa hơn trong việc đáp ứng các nhu cầu khác nhau về tăng trưởng xanh đã và đang ngày càng phổ biến trên thế giới và ngay cả trong thị trường nội địa. Về nhận thức của người dân thì đóng vai trò rất là quan trọng và quyết định. Diễn đàn đã làm rất tốt công tác tuyên truyền, nhưng sau diễn đàn thì cần tiếp tục diễn tải các thông tin chi tiết hơn, dễ hiểu hơn, phù hợp với đa số quần chúng để tạo sự chuyển biến thực sự về ý thức tiêu dùng xanh, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, tiến tới một nền kinh tế xanh, kinh tế bền vững trong tương lai không xa. Kính thưa quý vị đại biểu, tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, phát thải ròng bằng không là một thách thức không nhỏ, nhưng cũng tạo ra một cơ hội vô cùng to lớn. Với sự nhiệt tình, chia sẻ và hợp tác của quý vị, với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính quyền và toàn xã hội, tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ tạo ra bước chuyển biến vững chắc trong lĩnh vực này. Một lần nữa, trước khi dừng lời, xin chúc diễn đàn thành công.